kính xin ban tổ chức chuyển giúp con tới camera đạo tràng Đức Nghiêm, Hiệp Hòa, Bắc Giang ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Chưa tìm thấy được camera này thì con xin chuyển con chuyển tới camera thiện nhân ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ kính mời. A Di Đà Phật. À, bác không có câu hỏi thì con xin đọc giúp một câu hỏi cho một quý vị Phật tử vừa gửi đến cho chúng con ạ. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy giữ âm Tịnh Hải, bố con đang được ban hộ niệm, bố con năm nay 90 tuổi, tuổi già sức yếu nên không theo được ba thời khóa trên Zoom hàng ngày của đạo tràng. Vì thế mà bố con xin ban hộ niệm tham gia một thời khóa trên Zoom cùng với đạo tràng mỗi ngày mà thôi. Ban hộ niệm không được hoan hỉ lắm. Và ban hộ niệm cho rằng các cụ già khác cũng tuổi cao, họ cũng tham gia đều đặn ba thời khóa trên Zoom, còn bố con thì không thể thêm theo được, nào không thể tính là ngoại lệ được. Ban hộ niệm nghĩ rằng bố con không tham gia các thời khóa của đạo tràng là do gia đình không chịu hết lòng hỗ trợ ông cụ. Con xin thầy Tịnh Hải cho con hỏi, bố con không chịu nghe lời ban hộ niệm, bố con có mất phần vãng sinh không ạ? Nam mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Thưa với bố mình rằng là nếu thực sự mình có đủ cái sức lực mà ngồi tham gia ba thời khóa được, hay vô cùng. Tức là không biết là thời khóa ba thời khóa này là thời khóa trong một tuần hay là thời khóa trong một ngày vậy Diệu An? Dạ, con kính bạch thầy là thời khóa trong một ngày ạ. Một ngày ban hộ niệm đề ra ba thời khóa và yêu cầu người bệnh phải theo ạ. Dạ. Như vậy thì nếu mà cái thời khóa ba thời khóa trong một ngày và ông cụ này yếu quá thì chúng ta có thể châm chế và khuyến cáo ông cụ, nếu mà ví dụ như là tham gia ba thời được, chúng ta có thể tham gia một thời mà thêm tham gia cộng thêm một thời nữa là hai thời. Quan trọng là cái tinh thần tích cực của ông cụ thì giúp cho ông cụ lợi lạc vô cùng trong những cái thời điểm cuối cùng. Nếu mà ông cụ có cái khả năng gọi là tham gia tốt mà ông cụ lười biếng chẳng hạn, như vậy ông cụ không muốn tham gia thì chính những cái mà cái lười này cũng có thể ảnh hưởng đến cái giờ phút mà xả bỏ báo thân của ông cụ. Cho nên mong gia đình là mình cứ động viên tinh thần, nếu thực sự là ông cụ không đủ khả năng, tức là mỗi khi mà tham gia như vậy mỏi mệt quá thì chúng ta cũng thông cảm cho ông cụ và luôn luôn nhắc gia đình là khuyến tấn ông cụ cố gắng niệm Phật. Đừng nên nghĩ rằng là mình tham gia một thời như vậy một ngày là đủ. Nhất định nói ông cụ là đừng nên cho mình là đủ, cố gắng lên nhé, chứ không phải là chúng ta bắt buộc. Với hơn nữa đây nói là ông cụ nhất định không theo, không có tuân theo cái quy định của ban hộ niệm, thì xin thưa nếu mà ông cụ mình khi mình tham gia hộ niệm mình nói một lời mà ông cụ cãi một lời thì mới gọi là ông cụ không có nghe lời. Chứ mà nếu thí dụ như là ông cụ vẫn nghe lời nhưng mà khô quá, tức là thân thể thì đau nhức đủ thứ hết trơn, thì chúng ta có thể uyển chuyển. Cho nên mong chư vị là ban hộ niệm có thể uyển chuyển trong vấn đề này, tự mình có thể xét suy là ông cụ đó thực sự là không tuân theo cái quy định của ban hộ niệm hay là ông cụ bị yếu quá không làm việc được. Thì trong hai trường hợp này chúng ta có thể quyết định nó dễ dàng hơn nha, vẫn vận động cho ông cụ cố gắng là nếu càng tu thêm được giờ phút nào hay giờ phút đó. Và nhất định khuyên ông cụ là khi ban hộ niệm tới khuyên nhắc, mong ông cụ cố gắng thành tâm nghe ban hộ niệm để cho ban hộ niệm dễ dàng giúp cho mình vượt qua những ách nạn khi tuổi già sức yếu, khi trăm tuổi đã đến nhé cụ nhé. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ạ. Chúng con xin cảm niệm tri ân công đức của thầy giới âm Tịnh Hải đã từ bi hướng dẫn và trả lời để chúng con rõ ràng hơn, vững bước hơn trên con đường vãng sinh Tây Phương.